Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ hai ngày 13 tây tháng 2 năm 2023. Chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Thứ hai là ngày đầu tuần, em ráng cố gắng chăm ngoan. Hy vọng chúng ta ngày nào cũng ráng cố gắng chăm ngoan quý vị ơi. Rồi, trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra trái cộng đồng mạng trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, không chỉ có nước Mỹ tung ra chiến đấu cơ khai hỏa mà bây giờ cả luôn nước Canada cũng đã bắn hạ bờ của Trung Cộng rồi quý vị ơi, gây cấn quá. Nội dung thứ hai, chỉ trong vòng 8 ngày mà chiến đấu cơ của Mỹ F-22, F-16 đã tung ra 4 lần khai quả bắn hạ vật thể lạ UFO và cả luôn bong bóng của Trung Cộng. Và nội dung thứ 3, đây quý vị nghe kỹ nha. Tự nhiên qua các thông tin này làm cho bò nó lên giá, làm cho bò nó là vật quý hiếm. Đây quý vị nghe kỹ, một quốc gia đã chính thức tuyên bố ra một cái luật là ngày lễ tình nhân. Ngày lễ tình nhân quý vị sẽ làm gì? Quý vị có bò chưa? Đây, những người Việt Nam nào hoặc là những ai mà đang sống trong quốc gia này là chỉ còn có 20 tiếng đồng hồ để đi mua bò nha. Quốc gia này ra lệnh, đáng lý ngày lễ tình nhân rầm rộ cả thế giới, ôm người yêu, ôm vợ đúng không? Thì cái quốc gia này bắt buộc người dân phải ôm con bò. Và lý do tại sao bắt buộc người dân phải ôm con bò ngày lễ tình nhân, chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like viết gia chứa mình lẫn để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới bờ của Trung Cộng và nước Canada. Thì vào ngày hôm qua, Thủ tướng Canada, ông này tên là Justin, đã ra lệnh và xác nhận với báo chí là ông ta đã ra lệnh cho chiến đấu cơ của Canada khai quả bắn hạ một vật thể lạ. Và cuối cùng cái vật thể lạ này được xác định là bờ gián điệp của Trung Cộng. Thì trong suốt mấy ngày vừa qua, sau khi Mỹ là quốc gia đầu tiên khai quả bắn hạ bờ của Trung Cộng, thì Mỹ đã dớt xác lên và nghiên cứu, và cuối cùng thì họ đã phát hiện ra Trung Cộng, quân đội Trung Cộng đã âm thầm lặng lẽ trong 2-3 năm vừa qua tung ra những cái bong bóng gián điệp đi khắp năm châu bốn biển, hơn 40 quốc gia, trong đó có cả luôn nước Việt Nam. Và Mỹ đã là quốc gia đầu tiên khai quả bắn hạ, và sau đó thì đến nước Canada. Cho nên vào ngày hôm qua, Thủ tướng Canada đã xác nhận rằng một vật thể không xác định đã bị bắn hạ trên cái không phận của đất nước Canada. Cho nên qua cái điều này cho chúng ta thấy cái gì? Là trong suốt thời gian vừa qua, chủ tịch Tập cố gắng để chối, để đổ thừa ngược lại đất nước Mỹ là tự nhiên đổ thừa cho Trung Cộng này nọ kia, đây chỉ là một cái bong bóng dự báo thời tiết thôi, tại sao làm lớn chuyện như vậy. Nhưng cuối cùng thì sao? Đây là cái bằng chứng cho chúng ta thấy là những gì Mỹ điều tra, những gì Mỹ báo với đồng minh đối tác chiến hữu là có sự thật. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất liên quan tới Canada. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Đây là lần thứ tư trong 8 ngày Mỹ đã phải tung ra những cái chiến đấu cơ nổi tiếng của Mỹ là F-22, F-16 để bắn vào những cái UFO, những cái bong bóng gián điệp của Trung Cộng. Thì vào buổi chiều ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, theo tờ báo Wall Street Journal đưa tin là Mỹ đã tung ra F-16 lên bầu trời để bắn hạ một cái vật thể lạ. Và cái vật thể này nó có cái hình bát giác và nó bị bắn rơi ở cái hồ Huron.
Và đây là lần thứ tư trong 8 ngày. Lần thứ nhất thì Mỹ đã bắn cái bong bóng gián điệp của Trung Cộng. Sau đó bắn một cái vật thể lạ, nó bự bằng một cái chiếc xe 4 chỗ ngồi. Rồi sau đó bắn thêm tiếp một cái vật thể lạ nữa. Rồi sau đó bây giờ ngày hôm qua lại bắn thêm một cái vật thể lạ nữa. Ghê cấn quá, không hiểu là những cái vật thể lạ này nó đến từ đâu. Và ai đã tung nó ra, hay là thật sự có người ngoài hành tinh. Thì cái chuyện đó bây giờ Mỹ người ta đang điều tra quý vị nha. Tất cả những cái vật thể lạ này bị bắn rơi, Mỹ vớt xác lên và người ta mổ xẻ để điều tra có nguồn gốc và ai xuất phát nó và là có mục đích gì về nọ đi kia. Nhưng mà so far thì Trung Cộng là một cái quốc gia bị coi như là tình nghi là làm ra những cái điều này quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Ngày mai là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Rồi thì đa số các ông, các sư huynh sư đệ chạy sốt xa sốt sáo để đi mua bông, để tặng vợ tặng người yêu này nọ kia, đúng không? Nhưng những ai trong cái quốc gia này thì không cần phải mua bông, thì cũng không cần phải hôn người yêu, hôn vợ này nọ kia. Tại vì sao? Chính quyền ở đây người ta bắt buộc người dân trong cái nước này phải làm cái điều này với con bò. Và tự nhiên cái ngày này con bò nó lên ngôi trong cái quốc gia này, và nó là cái vật quý hiếm trong cái quốc gia này. Và cái quốc gia này có thể nói là có cái số dân có thể nói là cao nhất nhì trên cái trái đất này. Đây, mời quý vị nghe kỹ. Thì vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Guardian đưa tin, chính phủ Ấn Độ đã bắt buộc và kêu gọi người dân là không được tổ chức các hoạt động cho ngày lễ tình nhân giống như ở những nước khác, mà theo như cái phong tục truyền thống của Ấn Độ, theo như tôn giáo của Ấn Độ, thì chính phủ Ấn Độ bắt người dân và khuyến khích người dân là phải ôm con bò. Tại vì con bò là con vật linh thiêng trong cái tín ngưỡng của tôn giáo chính tại Ấn Độ. Cho nên chính phủ Ấn Độ đã quyết định chọn cái ngày 14 tháng 2 là ngày ôm bò, chứ không phải là ngày lễ tình nhân. Dòng quanh các quốc gia khác thì người ta nói là 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân, đúng không? Nhưng ở Ấn Độ, ngày 14 tháng 2 bắt đầu ngày mai là chính thức là ngày ôm bò từ đây về sau của Ấn Độ. Thành ra những người Việt nào, những bà con, cô, chú bác nào mà đang sống trong Ấn Độ, hy vọng nghe được cái thông tin này để cẩn thận củi và lửa. Chứ không thôi ngày mai sớm xa sớm xác chạy lại nhà người yêu, gõ cửa người yêu vừa xuất hiện nhảy vô ôm người yêu một cái là coi chừng bị dính đạn quý vị nha. Thứ nhất là bị trái luật, thứ hai là coi chừng người yêu này nọ kia. Tại vì ngày mai 24 tiếng đồng hồ là quý vị không được ôm người yêu, không được ôm bà xã, không được ôm ai hết, chỉ ngoại trừ ôm con bò quý vị ơi. Cho nên bây giờ qua cái thông tin này, nếu quý vị nào ở trong quốc gia Ấn Độ, trong đất nước Ấn Độ mà chưa có bò thì tranh thủ nhanh tay nhanh chân để đi mua bò nha. Chứ không thôi lâu quá coi chừng bò nó lên giá, tại vì everybody cùng nhau đi mua. Mà Ấn Độ thì rất là đông dân, làm sao có đủ bò để bán, và tự nhiên giá nó khan hiếm nó sẽ lên. Cẩn thận củi và lửa quý vị ơi. Và bên cạnh đó thì chính phủ Ấn Độ còn cho biết cái mục đích để ôm con bò ngày 14 tháng 2 là như thế này. Việc ôm một con bò sẽ mang lại cảm xúc phong phú và sẽ làm tăng hạnh phúc cá nhân. Ngộ vậy. Đây là lần đầu tiên mà tôi này nghe đó nha. Thì mình thì mình chưa bao giờ ôm con bò, tại vì mình sợ bị bò đá, cho nên mình ít có bao giờ mà mình dám lại gần con bò hay là ôm con bò lắm trong cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ tự nhiên nghe chính quyền, chính phủ Ấn Độ nói như vậy, chắc mai mốt khi nào gặp con bò cũng phải làm bộ lợi GR hay là ôm ôm nó thử coi có cảm giác giống như người ta nói hay không. Tức là một cái cảm giác, cảm xúc phong phú và làm tăng hạnh phúc cá nhân. Ghê cấn quá. Thì ra con bò ngoài cái việc mình ăn thịt, nó còn có rất là nhiều cái khác nữa quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ và tình hình vòng quanh thế giới. Thì tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ.
để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.